tâm hồn lại là tươi hơn. Vâng. Bởi vì các cô có nhớ cái buổi đầu tiên không? Đấy, khám Vâng. phá cái sức mạnh tiềm Vâng. ẩn bên trong con người của bạn ấy. Vâng. Em chào thầy, chào các thầy cô ạ. Vâng, chào cô ạ. Các thầy cô ở trường thì đã chuẩn bị vào năm học chưa? Dạ rồi ạ, cùng học sinh ạ. Học sinh mới đến gặp cô trò mới gặp nhau Vâng. buổi đầu tiên ạ. Dạ. Đúng các tinh thần mùng 1 tháng 9 từ trường thầy ạ. Vâng. Hôm nay như các thầy cô vào muộn hơn một chút thì phải. Dạ. Em chào thầy ạ, em chào tất cả mọi người ạ. Vâng, chào cô Lâm. Em chào thầy ạ. Dạ. Vâng ạ, chào cô ạ. Các thầy cô đầu giờ có thể bật camera lên để chúng ta nhìn nhau một chút cũng được ạ. Em chào tất cả các anh chị. Dạ vâng ạ. Chào cô Nga. Chào thầy nhá. Em chào thầy. Và chào tất cả các đồng chí đồng nghiệp. Vâng ạ, chào cô Hồng. Và những người vào sớm gặp nhau nhìn thấy nhau quen quá. Dạ. Chẳng ai vào sớm thì luôn vào sớm. Dạ. Có cơ hội nhìn thấy nhau giao lưu. Nga ở từ đâu hả Dạ em ở Bắc Giang ạ. Nga? Dạ, à, em cũng gần ở đây thôi, chị đi chắc là Bắc Giang mấy chục cây. Dạ Long Biên thì nó cũng giáp giáp với huyện Gia Lâm, vâng. trong Gia Lâm thì này Bắc Ninh, Bắc Giang. Dạ. Vâng, thế Long Biên thì gần ạ. Nga chỗ nào Bắc Giang ngay? Dạ em ở Lục Ngạn ạ. Ô Lục Ngạn đấy. Vải vải rồi, vải 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 đấy. Cùng quê rồi, cùng quê rồi. Ở xã nào nhỉ? Dạ em ở xã Tân Mộc ạ. Không biết À, thầy ở chỗ rồi. nào ạ? Mình ở Kiên Thành. À Kiên Thành, em có đến Kiên Thành rồi ạ. À, thầy Vi Văn Ngạnh nhỉ? Vâng. Mình có về Lục Ngạn rồi nhá. À đây Em về ạ. chỗ nào ạ? Về cái chỗ mà nó có cái hồ á, ở Hồ trên Quan chỗ. Sơn đúng không ạ? À đúng rồi. Vâng, thưa thầy là em đang dạy ở chỗ khu vực Hồ Quan Sơn, trường tiểu học Sơn Hải nhé. À thì đúng rồi, vì có tại vì không để ý nhìn thấy thầy họ Vi thì quen cũng hai cậu học trò. Trường em là có cái khu đồng mộng với thầy đã nghe bao giờ chưa? À cũng chưa, trước thì có một bạn học trò, bạn ấy cũng học ở khoa giáo dục tiểu học là anh Vi Văn Hiệp. Đấy thì anh ấy cũng làm bên giáo dục thì cũng cũng rất là anh làm rất là mạnh mẽ. Vâng, là một cái khu khó khăn nhất của Lục Ngạn nằm trên Hồ Công Sơn, nó thuộc gọi là bán đảo. Vâng. Và ngày xưa thông tấn xã Việt Nam về đã làm rất nhiều phóng sự Đúng tại rồi. khu đấy. Vâng, con người ở trên Lục Ngạn là cũng tài năng lắm đấy ạ. Không bằng, chắc không bằng những nơi khác đâu thầy ạ. Bằng kiến À, thức mình đâu thầy ạ. cô Nga ơi. Đúng ạ. Dạ. À, thầy Thành chia sẻ cô Nga một bí mật này nhé. Cô Nga có muốn thành công không? Này lại hỏi em thế. Không, thầy hỏi cô Nga có muốn thành công không? Dĩ nhiên là muốn chứ ạ. Đúng rồi. Ở đây những thầy cô hôm nay vào sớm thì Thành sẽ chia sẻ cho cái bí mật này này. À, khi chúng ta thì ai cũng muốn thành công đúng không ạ? Ai cũng muốn giàu có phải không ạ? Thế nhưng mà khi mà thành công đến với chúng ta, khi mà giàu có đến chúng ta toàn né tránh thôi. Bởi vì chúng ta À, là thầy, chào các chị. sinh vật của thói quen mà. Chúng ta cứ hay bị ngại, bị xấu hổ. Thì trong Em cuộc cũng chào sống, thầy, em chào các anh chị ạ. vâng ạ, chào các thầy cô ạ. Trong cuộc sống thì các thầy cô thấy là chúng ta rất là ngại khi đón nhận những lời khen. Những lời khen khi người một ai đó khen chúng ta thì chúng ta thường phản ứng lại như nào ạ? Ơ không không không, tôi không 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 xứng đáng đâu. Tôi không phải thế đâu. Thế thì lần sau mọi người có khen chúng ta nữa không ạ? Mọi người sẽ không khen. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta tiền bạc cũng vậy. Đấy, hay là thành công cũng vậy, nó đến với chúng ta ơ không không tôi không xứng đáng thì vũ trụ sẽ không mang đến cái những cái điều đó cho chúng ta nữa. Thế ai mà khen thầy Thành chỉ đơn giản nói là cảm ơn. Khen thế nào cũng được, chỉ cần nói cảm ơn. Cứ miễn là lời khen thì cảm ơn thôi. Thậm chí có người nhiều khi nó lại như thế này ạ. Bây giờ một ai đó cho các thầy cô một món quà.
đúng không ạ? Thế bây giờ thầy cô lại trả lại cái món quà cho người ta thì thầy cô thử đoán xem là cái cảm xúc của người ta thế nào. À, cảm xúc của họ sẽ rất là tệ đúng không ạ? Thế thì ai đó mà khen chúng ta cứ đón nhận đi đã. Đấy, bây giờ nhiều anh đẹp trai nhỉ. Thế thay vì chúng ta đón nhận chúng ta ừ, cậu cũng đẹp trai đấy. Đấy. Thế chúng ta lại phải khen trả lại cho họ. Thế có nghĩa là cũng giống như ai đó cho chúng ta món quà ấy thôi. Vì cái này nó là những cái thứ mà ta không nhìn thấy. Nhưng mà chúng ta lại cứ phải có thói quen là chúng ta lại phải phải làm lại, phải trả lại cho họ. Đấy là chúng ta chưa biết cách đón nhận. Chúng ta cứ phải đón nhận đã. Ai khen ta đón nhận. Cái đây cô có thấy ý này hay không ạ? Hay lắm đấy, Vâng. cái này thì Thì thường anh đứng diễn ra ngoài đấy thế ạ. người ta luôn đón nhận lời khen và thường là cảm ơn sau khi được khen. Đúng rồi, chỉ cần cảm ơn là được rồi ạ. Có một cái câu chuyện như thế này ạ. Một câu chuyện là nói về về Đức Phật. Thì Đức Phật thì thường đi gọi mình gọi là giống như là đi giảng đạo đấy ạ và chia sẻ những cái điều tốt lành đến cho mọi người. Thế có một cái anh này tên là anh Đồ Tể. Anh Đồ Tể thì anh thường làm cái công việc là anh ấy mổ giết mổ thịt lợn. Thế thì anh ấy có lần Đức Phật đi qua ngôi làng ấy thì cái anh chàng này cứ chửi Đức Phật và nói là ông là người giả dối, ông là chỉ có là ý là đạo đức giả thôi. Ông là cái thớ gì, ông là cái lấy cái tư cách gì mà ông đi dạy mọi người. Ông lấy tư cách gì mà dạy đời, tóm lại chửi rất là thậm tệ. Thì khi đó các thầy cô biết Đức Phật phản ứng thế nào không ạ? À, Đức Phật không làm Lên gì. chào thầy ạ. Vâng, chào cô ạ. Đức Phật chỉ cười thôi. Chỉ cười. Thế cái anh chàng kia chửi một lúc đến 30 phút, anh ấy mệt quá anh bảo. Thế thế tại sao mà tôi chửi ông từ nãy đến bây giờ mà ông không có một cái phản ứng nào vậy? Mà ông cứ cười vậy. Thế lúc này Đức Phật mới ôn tồn là thế bây giờ thế này. Bây giờ ai đó mà họ chuẩn bị một món quà. Không. Đức Phật bảo thế này, bây giờ anh đã chuẩn bị một món quà. Sau đó thì anh mới tặng cho một người nào đó. Mà người đó không nhận thì món quà thuộc về ai? Thế anh chàng nói là tất nhiên là nó thuộc về tôi rồi vì nó là của tôi cơ mà. À, thế thì Đức Phật lúc này mới ôn tồn nói là đúng rồi đấy. Những cái lời nói, những cái câu chửi của anh lúc nãy ấy, đối với tôi ấy, thì anh nói ấy, thì tôi không nhận. Thì nó vẫn thuộc về anh ấy. À, đến lúc này thì cái anh chàng kia nó mới hiểu ra là cái sự sâu sắc. Hóa ra là cái việc mà mình gieo cái gì ấy, thì mình sẽ gặt cái đó. Thầy cô có hiểu ý nghĩa câu chuyện không ạ? Có Đó. thể ạ. Thế còn lúc nãy ý lúc nãy ấy, của chỗ cô Nga ấy, thì ai đó khen cô Nga xinh hay là khen cô Nga giỏi hoặc khen cô Nga tốt bụng thì cô Nga chỉ cần cảm ơn thôi ạ. Các thầy cô đây có hiểu ý tưởng không ạ? Bởi vì chúng ta là chúng ta được được nhìn thấy cái lập trình cái hôm trước thì Thành có chia sẻ về cái tiềm thức của chúng ta ấy, chia sẻ về những cái tư duy của chúng ta ấy, chúng ta được ảnh hưởng bởi môi trường này, bởi cái sự kiện này, rồi bởi những cái mà nó những cái người mà nó ảnh hưởng đến chúng ta ấy. Thì chúng ta cứ quan sát là thấy là người xung quanh của chúng ta ấy, là họ hay phản ứng như thế. Nếu mà họ thấy ai đó khen là họ phải lập tức là phải họ phải xấu hổ, ngại, họ ơi tôi không xứng đáng đâu. Thế trong cuộc đời là suốt ngày không bao giờ xứng đáng cả. Thì cô hiểu ý tưởng không ạ? Thế nên là từ nay nhá, mà ai khen mình ấy hoặc ai tặng mình cái gì đó, kể cả lời nói, ta cứ đón nhận, ta chỉ cần cảm ơn thôi, được không ạ? Các thầy cô thấy dễ không ạ? Chỉ cần nói là cảm ơn thôi ạ.